Lập Sutaki Roblox.com, shop bán hàng Roblox chất lượng, uy tín. Vòng quay may mắn chỉ với 9k, cơ hội trúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Học viện Ninja. Và ở tập trước thì mình đã chính thức trở thành một ninja thực sự thôi. Sở hữu một cái thanh katana nè và một cái set đồ ninja luôn nha. Ngoài ra thì mình cũng làm nhiệm vụ và cày được khá là nhiều những cái mảnh linh hồn. Thế nên là hôm nay mình sẽ trở lại cái chỗ của Webband Master Buki để mình nâng cấp vũ khí. Đây, mình sẽ cho thanh kiếm của mình vô đây. Sau đó thì mình sẽ nâng cấp cái kiếm mình từ level 2 lên level 3 để nó tăng sát thương lên ha. Nâng luôn. Rồi, vậy là bây giờ vũ khí của mình nó sẽ có tới 15 sát thương lận. Kỹ năng đặc biệt thì tới 26 sát thương. Quá là đã luôn. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Để mình còn làm khá là nhiều nhiệm vụ khác nữa. Với cả là mình còn lỡ hứa là giúp một cái bé gái kiểu như là tìm lại cái ấm trà, vì gia đình của bé hình như bị mấy tên cướp hết mấy cái tách trà thì phải. Mình sẽ nhanh chóng trở lại cái khu vực của cái bé đó liền luôn. Trên đường đi hình như mình còn đi ngang cái chỗ của cái bác thợ rèn mà giúp mình trao đổi giáp. Hiện tại mình có 4 thép với 10 vải. Không biết có đủ để mua giáp mới không nhỉ? Hình như không hay sao ấy. Ở đây có Hanako. Cha của Hanako là cái người nấu ăn trong cái làng này. Nhưng mà cái gian bếp thì đang bị tấn... kiểu như là mấy con chuột nó đột nhập vô á. Rồi cha của bé này sẽ không có thể nấu cho mọi người nữa. À, kiểu như cần được giúp hả? Giết chuột. Nhiệm vụ của mình là đi tiêu diệt chuột. Chỗ này hả? Đúng không? Cái này giống cái bếp đâu. What? Không giống cái bếp lắm. Giống cái bếp nha. Đừng nói là mình phải làm nhiệm vụ ở đây nha. Ủa? Đâu có thấy con chuột rồi đâu ta? Lừa hay sao rồi? Coi. À, cái gian bếp tít ở cạnh cái chỗ chế tạo. À, cái chỗ bán kiếm chứ. Đây, cái dấu chấm than kế cái weaponry cơ. Rồi hiểu, giờ mình sẽ đi lại đường cũ một xíu. Ôi giời, nữa rồi. Lòng tốt trỗi dậy nữa rồi. Tự nhiên cái muốn giúp với cái bé Hanako đó xong giờ phải đi ngược lại. Mình sẽ bắt cô qua chỗ này. Ui, tới nè. Hanako chạy tới đây nhanh thế. Rồi, em nghe tiếng mấy con chuột ở trong này nè. Ok, vậy là chính xác. Rồi, trời mới vô gặp rồi. À, con chuột này mình từng gặp rồi. Lúc mà mình đi khám phá cái công trình đó, mình đã từng gặp. Trong cái hang. Trong hang thần bí có mấy con chuột này nữa nè. Láo tét nữa nè. Tấn công đặc biệt. Ui, kỹ năng tấn công đặc biệt của mình bây giờ không thể hạ được cái con chuột. Sắp hạ thôi. Wow, mà mấy con chuột này càng ngày càng mạnh nha. 2 con nó cắn mình cùng lúc. Mình còn có 4 tim thôi. Wow. Mạnh thật sự. Ôi kìa cái đuôi của nó kìa. Lú cái đuôi ra, mình xử luôn. Lú cái đuôi. Bắt chuột đấy, phải như vậy nha, cẩn thận không thôi để chuột cắn á. Ai cho người đụng vô ta nữa. Sao ông phên. May là mình mới nâng cấp cái kiếm. Thành thử ra là mình đánh mấy con chuột rất là đau luôn. Wow, cái gian bếp của ba Hanako to thiệt á. Đúng to luôn. Mình vô đây hồi mình muốn lạc luôn rồi nè. Ủa đường ra đâu rồi trời. Ơ kìa. À đây. Rồi. Trả nhiệm vụ cho Hanako. Rồi mình đã tiêu diệt hết rồi nè. Em sẽ cho mình một ít đồng tiền. Giờ mình có một stack mấy đồng tiền vàng rồi. Quá đã luôn. Tuyệt cú mèo. Rồi giờ thì mình đã có thể trở lại cái chỗ trung tâm giao nhiệm vụ được rồi đó. Ở đây còn có người giao nhiệm vụ gì nữa nè. Kiểu như con thuyền của anh này thì đang bị mấy cái tên bandit bao quanh hay sao á. Ở ngay cái cảng, ảnh nhờ mình lấy cái túi đựng đồ của ảnh trên con thuyền. Ảnh để rất là nhiều những cái hàng hóa quý giá trên đó. Và phần thưởng là một cái vuốt cọp luôn nha. Ồ, vũ khí mới. Nên ok được. Vì cái vuốt cọp mình sẽ kiểu như là làm nhiệm vụ giúp ảnh luôn. Coi coi hàng hóa để đâu đây. Cái cảng hả ta. Nhưng mà trên này thì lại không thấy cái chỉ dẫn nè. Hay là chỗ sư phụ ta. Mình thấy chỗ sư phụ nhìn giống cái cảng lắm kìa. Nhưng mà nó nằm ở hướng xéo rồi. Ok, cái nhiệm vụ này mình sẽ nốt lại. Giờ trước mắt mình sẽ qua giúp cái bé gái kia trước cái đã. Hứa dưới người ta rồi. Mình không thể hứa lụi được. Rồi, giờ mình sẽ ba cô xuống dưới. Ui da, nguy hiểm nha. Ui rồi đi theo phong cách ninja nó phải vậy. Trèo núi rồi nhảy suối tùm lum hết. Để tới chỗ bé gái đó nhanh hơn. Đây rồi, mình tới rồi. Nhưng mà hiện tại thì cái nhiệm vụ của cái bé gái này á là mình phải làm ở cái cấp độ kiểu như là Master hoặc là Grand Master thì mới có được cái tách trà đó hay sao ấy. Thế nên là trước tiên chắc mình phải cày trước. Hiện tại mình đang ở cấp độ Ninja à. Không sao. Let's go. Cày từ từ, sẵn tiện mình kiếm thêm Soul Fragment để sắp tới mình nâng cấp đồ nữa. Rồi máu lại xíu. Lấy thịt xuyên que ra. Rồi, chiến thôi. Ui rồi, bây giờ mấy tên thổ phỉ này level 5 rồi. Cẩn thận nha. Hồi nãy con chuột nó cắn mình một phát là mình thấy là hơi thốn đấy. Mấy tên này giờ chắc cũng sẽ mạnh hơn khá đây. Cẩn thận là trên hết. Rồi có thêm mấy cái đồng. Cái gì nè. À mấy cái nút xanh. Tuyệt vời. Hình như là càng về sau thì nó sẽ cho mình đồ càng xịn á. Bây giờ cái tên gâu dài này á, mình mới nâng cấp kiếm xong. Mình chỉ cần một đòn đánh thường và một cái năng đặc biệt thôi là hạ được hắn rồi. Vậy là dễ chơi hơn rồi đó. Chứ lúc đầu thì hắn khá là trâu luôn ấy. Được nè. Rồi thử vô cái hang coi. Trong hang vẫn đông như ngày nào nha. Lại tên thả chó sói. Ui mày thế. Mình làm một phát đi hết rồi. Rồi lướt tiếp. Ở đây nó cho mình khá là nhiều những cái mũi tên nè. Không biết sau này nó có cho mình cái cung không nữa. Nhưng mà mình chắc mình sẽ giữ á. Mình lướt được khá là nhiều luôn. Mong là sớm có cung để kiểu như mình xài mấy cái mũi tên đó. Trong đây có mấy con á, nó tấn công mình tầm xa rất khó chịu luôn á. Mà mình thì chỉ toàn là cận chiến không à. Thôi gán cày cuốc đi. Chắc sắp tới mình sẽ có vũ khí tấn công tầm xa sớm thôi. Mình nhớ rồi. Ở trên cái tòa tháp này là sẽ có 2 cái rương nè. Chạy lên trên đó để lấy 2 cái rương lẻ mới được. Rồi coi nó nằm ở chỗ nào ta. Đây nè. Ôi. Ui da. Mém nữa là đi luôn rồi. Tên này nhìn cái gì. Đi chỗ khác. Rồi, nữa thôi. Có đồ ăn thêm không? Có khá là nhiều những cái cơm tre. Cơm lam nè. Ngon luôn. Giải quyết được vấn đề đồ ăn rồi đó. Nhưng mà sắp tới có gì mình mua đồ ăn của ba Hanako cũng được. Hồi nãy mình thấy cạnh Hanako là cái chỗ quầy bán đồ ăn của ba Hanako á. Mình có thể dùng đồng tiền vàng mua được á. Nên là chắc cũng không sợ đói đâu. Chết boy một cái. Lút rương. Ok. Chỗ này. Ôi giời ơi. Hên không sao. Hú hồn, tưởng đâu phải đi lại từ đầu chứ. Có mấy chỗ Baku á, mình chỉ cần bất cẩn thôi là mình sẽ lọt xuống dưới liền á. Nên là từ, không có gấp. Rồi, gần tới chỗ lối thoát rồi nè. Lần này cũng chưa có boss. Cấp độ hiện tại của mình chưa có boss nha. Đúng rồi, xúm lại đây. Đúng rồi, xúm lại đây. Một hit một. Tiện hết luôn. Quá đã. Lướt trường cái nè. Cho mình khá là nhiều thép luôn. Mình có 13 thép rồi. Yes. Ngon luôn nha. Lần này thì mình tiêu diệt được 20 tên cướp và có được 200 linh hồn. Như vậy thì trung bình một tên cướp sẽ cho mình 10 linh hồn. Và đây rồi, mình đã mở khóa cái nhiệm vụ cấp độ Master rồi. Để coi lần này thì có thu gom được mấy cái tách trà không nha. Để mình còn trả trả lại cho cái bé gái kia nữa. Let's go. Ở nào? Đây là tên đầu tiên. Ui dồi, mấy tên này cấp 15 rồi. What? Really nigga? Một hit một. No. Mình chỉ cần bị đánh trúng một nhát thôi là đi liền. Ây, cẩn thận, cẩn thận. Ui trâu quá. Khó hơn rồi đấy, mình bắt đầu thấy khó hơn rồi đấy. No. Ôi có thép nữa nè. Nhưng mà đánh đổi lại thì đồ nó sẽ cho càng xịn hơn. Đây nữa. Ok. Ui trời ơi, có tên thả chó sói nữa kìa. Ây, một máu. Ui trời ơi. No no no. Ai mẹ đất ơi, mạnh quá. Khó rồi, khó rồi. Hình như cái này mình đang bị ao trên. Cẩn thận, cẩn thận. Ui sao bọn chúng dạng xếp tấn công mình ghê quá. Một xíu nữa, một xíu nữa. Cẩn thận, cẩn thận. Ui ui, lại tên thả sói này. Mình ghét cái tên thả sói này ghê luôn ấy. Hắn đã khó chịu rồi, hắn đã mạnh rồi mà còn thả thêm sói nữa. Sói dí mình tới trên luôn này. Rồi hạ được hắn rồi, dễ sơ hơn rồi đó. Sói trong đây thì rất là trâu và mạnh nha. Ây da, tí nữa thì hẹo thêm một lần nữa rồi. Ok, có gì nào? Ui, đây là, à đây là bánh. À đây là một loại bánh mới. Hồi cho mình cũng tương đối tốt này. Hồi khá thức ăn ấy. Rồi, mấy tên này thì dễ sơ hơn cái tên kia, tại vì không có thả sói. Ây da, căng nha, căng nha. Cái này là cấp độ Master thôi đó. 11 cấp độ Grand Master thì không biết như thế nào nữa đây. Có vảy rồng nè. Oh my god. Nếu mà có vảy rồng thì nhiều khả năng là sẽ có rồng đấy. Giờ mình mới để ý là cái logo ở trên cái đồng phục ninja có hình con rồng kìa. Rồi giờ trên đảo này có rồng. Oh my god. Rồi rồi rồi, hắn hút sáo kìa. Ghét cái tên thả sói này ghê. Đừng có thả sói nào xanh chín nào. Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách. Đấy. Đánh hội đồng thì mình giữ khoảng cách, mình thả diều thôi. Tận dụng liền. Có khả năng chạy nhanh thì tận dụng. Rồi. Đấy, hạ được hắn cái là dễ chơi hơn liền luôn á. Có chưa? Vẫn chưa có cái tách trà. Ồ, không biết cái tách trà đó cất ở đâu nha. Khó tìm ghê luôn á. Ê, cái gì? Trước khi đi hắn còn kịp triệu hồi ra thêm chó sói kìa. Ai, cái tên này kỳ cục thật. Ui, đâu lạc trôi một nhóc sói ở đây nữa vậy? Ok, đây là chỗ gần cao nhất rồi. Thử lướt cái rương này. Vẫn không có tách trà. Oh no. Nếu vậy thì để mình đi xuống và rẽ sang hướng khác đi. Hướng này có vẻ không có rồi. Ui, cái tên câu dài. Chạy 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 chạy. Sao mà chạy lại mà ninja thứ dữ đấy. Chạy hơi bị nhanh. Ấy ấy. Ôi trời trời ơi, mới nói hắn chạy tới sau lưng mình luôn rồi. Úi dồi, chạy nhanh đấy. Cá đấy. Rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Qua đây, lút rương này luôn. Vẫn không có tách trà. Come on man. Ui, nữa rồi. Mấy cái tên này mặc định là đánh mình một phát là còn một máu hay sao ấy. Ây ui. Trời ơi, hắn còn chặt nữa kìa. Chính cái đòn đó là chỉ có nước đi luôn á. Rồi rồi rồi. Ui da, ăn cái bánh coi. Đau quá. Mấy cái tên này quá là mạnh luôn á. Ê, mà mình ăn cái bánh này hình như mình được hồi phục hay sao cả. À, được hồi phục. Wow, cái bánh mới ngon. Ăn vô được hồi phục, cấp độ 1. Rút rương. Vẫn chưa có cái tách trà nha. Ấy, mình tìm được cái góc để mình có thể đánh mấy tên này mà không mất máu rồi. Phải dùng mẹo thôi, phải dùng mẹo thôi. Mình mà chạy cói là mình chỉ thiệt thôi hả. Được á, tận dụng mẹo được á nha. Hay, hay, hay. Rồi, còn tên đây xử nốt luôn nè. Để cày những cái linh hồn ha, mảnh linh hồn. Rồi. Ý, mà giờ mình mới để ý. Hướng bên này nó đã được mở khóa rồi nè. Ê, chặt hộp. Xí hộp nha cưng. Bây giờ mình đã có thể đi qua hướng bên đây rồi. Ồ, thì ra cấp độ Grand Master mình mới qua đây được. À nhầm, Master mới qua đây được. Rồi, vậy thì qua luôn. Để coi bên đây sẽ có gì nào. Đầu tiên là mình thấy có rương rồi nè. Tách ra. Ui, nó cho mình mấy cái cục đỏ đỏ này. Vảy rồng. Ok. Vậy thì bên đây thử thì sao? Một cái rương khác. Lại là tên thả sói. Dù khoảng cách với tên này. Nguy hiểm cực. Lớn ngớ là hắn cho mình ăn hành đấy. Ui, chết rồi. Mình thả gì qua đây ha. Hơi toan. Chạy. Sau đó dùng kỹ năng đặc biệt. Ui, chưa hồi. Tốt nhất là mình cứ vừa tấn công vừa di chuyển mòng như vậy thì bọn chúng sẽ khó khăn lên. Ăn thêm cái này cho nó hồi máu lại. Có tách trà đi nào, để mình còn chuồn nữa. Vẫn không có này. Rồi luôn, hiểu luôn. Đừng nói mấy cái rương cuối cùng nó mới cho nha. Vậy thì rất là khó luôn á. Ê, được hồi phục cả. Tranh thủ đứng đây để hồi phục xíu đi. Rồi, tiếp tục đi. Ở phía trên cao kia mình thấy có một cái tòa tháp rất là bự luôn. Nhiều khả năng là tách trà có thể giấu ở trên đó đấy. Tại vì cái bé kia... Trời ơi, nó gõ một cái đi luôn à. Con này mạnh ác thiệt chứ. Tại vì cái bé gái kia nói là cái tách trà đó là kiểu quý giá của gia đình ẻm ấy. Nên là mình nghĩ cái tên cầm đầu khu vực này mới giữ cái tách trà cơ. Rồi. Ui da. Từ từ, không vội. Úi rồi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Phải chi mình có thể thuần phục được một nhóc trong đây, mang về làm đồng đội của mình thì ngon. Đỡ biết là bao luôn á. Thôi, chịu khó thôi. Giờ lút cái rương này nè. Sau đó còn đi tiếp. Ôi, có thêm mấy cái bánh hồi phục. Ngon. Hình như phải đi theo hướng này luôn hay sao ấy. Để đi lên trên cao. Ồ, còn có đường đi xuống nữa. Có rương à? Ở đâu? Ở đây đâu có rương đâu. Vậy thôi mình không... Ôi, có một cái rương. Vẫn không có tách trà. Thử lên cao hơn nữa coi. Rồi, sắp tới rồi nè. Sắp tới cái tòa tháp bự mà mình nói rồi. Có đường vô luôn. Đây là chỗ đánh boss. What the hell. Nhưng mà chỗ đánh boss này mình chưa mở khóa được. Ôi, nó sao nó có cục đá dịch chuyển đằng kia ta. Lạ nha. Vậy là phải có một cái lối nào đó để đi vô đánh nó chứ nhờ. Đúng không? À đây nè. À, mình trèo lên là được. Ui, nhưng mà cái này không có chạy được nha. Nó có đường xuống nhưng mà không có đường lên nè. Nếu vậy thì giáp lá cà thôi. Let's go. Đây là boss. Đây là cái tên cướp. Đại ca nè. Ui da, ai da. Căng à. Phải giữ khoảng cách với tên này mới được. Đàn em của hắn đánh mình một cái còn đi mà. Đừng để hắn dùng vô góc là được. Ui, hắn chạy nhanh. Úi giời. Làm gì căng. Làm gì mà nóng tính vậy. Đánh hụt. Hắn búp cái gì đó. What? Hắn còn tuyệt chiêu nữa, thả bơm. Thiệt luôn. Hắn còn tuyệt chiêu đó luôn à. Kìa. Cho anh đánh nhau một xíu đi nào. Cái gì? Ôi trời ơi, xém nữa là bị hắn đúp triple kill rồi đó. Thôi. Không sao. Rồi, ngươi dám hạ ta 2 lần chứ gì? Ý, chạy. Xí hộp. Ngươi hạ ta 2 lần thì ngươi phải trả giá đi. Kỹ năng đặc biệt nè. Ui giời ơi. Hên thật sự. Mình đã hạ được hắn rồi. Cũng may là mình có cái checkpoint kế bên ấy nên là khá là ok. Ôi, và được cái là sau khi mình hạ hắn thì hắn còn mở khóa cho mình thêm một cái vũ khí mới, đó là cái cây Nuchanku. Ok la phết. Ấy đây rồi, mình đã có được cái online teapot này nè, cái tách trà quý giá của cái bé gái ở dưới rồi. Vậy thì trở lại và trả cái tách trà này cho ẻm thôi. Ui lần này thì mình ngẫm tới 3 lần lận á. Oh my god thật. Ui cấp độ Grandmaster không biết nó khó tới mức nào luôn á. Thôi trước mắt thì cứ trả cái tách trà cho ẻm trước đi, chắc ẻm sẽ vui lắm. Đây đây đây, tách trà này cưng ơi, trả cho ẻm. Yes. Ẻm sẽ cho mình thêm một ít đồng tiền vàng. Ngon. Giờ mình đã có gần hai stack rưỡi luôn rồi, 2 stack rưỡi những cái đồng tiền vàng. Ngoài ra mình còn mở khóa vũ khí mới, hay là bây giờ mình đi lấy vũ khí mới đi nhờ, để coi coi vũ khí mới nó sẽ có sát thương như thế nào, biết đâu lại rất là tốt hay sao. Đây bán gì đây? À đây là đổi tiền. Mình có thể đổi để lấy thêm tiền nè. Được á, đổi đi. Tách trà bằng đất sét cũng được 4 đồng tiền nè. Mũi tên, mũi tên giữ lại, tại vì nhỡ sau này nó sẽ giúp mình thì sao. Rồi giờ để lấy được vũ khí mới thì mình cần phải chạy tới cái chỗ Webband, nó cũng khá là gần thôi. Sẵn đó mình coi coi giáp như thế nào. Cái bác thợ rèn bán giáp thì mình cần phải cày thêm khá là nhiều vải nha, mình đang bị thiếu vải. Thiếu vải với thiếu thép luôn. Căng à, phải cày 2 thứ đó nè. Bên đây có người bán cái cung nè, nhưng mà mình chưa mở khóa được thôi. Vậy là sắp tới nếu mà mình nâng cao trình độ trong cái khóa học này á, thì mình có thể dùng được cung á. Được, phải gắng làm nhiệm vụ chăm chỉ hơn mới được. Mình đã tới cái Weaponry rồi, giờ mình sẽ sang cái khu lấy vũ khí mới, hình như là bên đây. Đây rồi nè. Nuchanku đây rồi, một cái côn nhị khúc. Wow. Mình sẽ coi coi sát thương mặc định của nó là 6, level 2 là 9. Có stun nữa, tức là làm choáng. Kỹ năng làm choáng này ok này. Ở giai cấp độ 4 thì lần choáng tới 5 giây luôn. Wow. Nhận trước đi. Ý, đây rồi. Trên tay mình là Nuchanku. Chất thiệt. Wow. Quá dữ luôn nha. Cho vô đây. Nâng cấp được không? Khá là tốn những cái soul fragment, nhưng mà mình nâng cấp hoàn toàn được nha. 250, ok. Nâng cấp lên để sát thương cao hơn nè, choáng lâu hơn nữa. Rồi lấy ra. Mình có nâng lên cấp độ tiếp theo không ta? Coi thử coi. Nâng cấp cây kiếm. Mình thấy nâng cấp cây kiếm ngon nè. Cây kiếm của mình bây giờ sẽ có sức tấn công là 20 luôn, kỹ năng đặc biệt tới 32 lận. Cái cây này thì chắc mình sẽ dùng phụ để kiểu như gây choáng cái địch đó. Mình nghĩ như vậy là sẽ tốt hơn là dùng cái này làm vũ khí chính. Được, nâng cấp cây kiếm tiếp. Rồi luôn. Katana của mình bây giờ đã level 3 rồi. Quá dữ. Ở đâu? Level 4 luôn rồi chứ. Level 4 luôn rồi. Vậy là càng làm những nhiệm vụ khó thì mình sẽ càng có được những cái vũ khí xịn nè. Vậy là chắc sắp tới mình phải cố gắng. Trong đó có cả cái vuốt cọp này nữa. Từ từ, vuốt cọp này chắc chắn sẽ về đội của mình thôi. Giờ mình đã có vũ khí mạnh rồi cơ mà. Tuy nhiên thì mình muốn chinh phục lại cái con boss ở cái chỗ hồi nãy mình làm nhiệm vụ cho cái bé mất cái tách trà ấy. Cay thiệt, hắn gõ mình 2 lần liên tục luôn. Giờ mình mới nâng cấp vũ khí nè, chắc mình sẽ quay lại đó để mình gõ hắn lại mới được. Còn có cả Nuchanku nữa. Tới số hắn rồi, tới số hắn rồi. Hắn sẽ bị choáng cho mà xem. Let's go. Grandmaster. Cấp độ... recommend là cấp 20 mới nên đánh á, nhưng mà mình cấp 15 mình quất luôn. Dân bà lay mà sợ gì. Coi coi mấy tên 20 thì sẽ như thế nào đây. Cũng vậy. Úi sao. Ôi trời, không như vậy nha. Ê, cho tôi ra được không? Sư phụ cứu. Cho tôi ra được không? No, không cho ra được. Bây giờ mấy tên này quá là trâu luôn rồi. Làm choáng cái nè. Choáng hả? Quýnh người liền. Quýnh. Không ăn thua. Người ta khuyên cấp 20 là đúng rồi. Tên này quá là trâu luôn á. Mình sẽ thử kiểu như đi một lúc nữa coi. Vô đây mình cày kết cấp cũng được. Tại vì đánh mấy tên này mình cũng được khá là nhiều kinh nghiệm á. Rồi. Qua đây lút rương nữa. Ok. Được thêm khá là nhiều đồng tiền vàng. Còn có được móng vuốt của sói nữa nè. Bán được khá tiền ở trong cái chợ nha. Thơm. Ui. Cái tên thả sói, tên thả sói. Ui, hú hồn chim én thiệt. Mình hơi sung rồi. Đáng lý ra mình phải nên tuân theo những cái lời sư phụ chỉ chứ. Ở đây khuyên cấp 20 mà bây giờ mình mới cấp 15, mình đã hấp tấp rồi. Thôi sắp tới mình sẽ không hấp tấp như vậy nữa. Giờ chắc mình sẽ dùng nốt cái viên Recon Stone mà sư phụ cho mình đi, để mình trở lại bên ngoài thôi. Ủa? Cái viên này dùng vô hạn được. Ây da, vậy thì đỡ rồi. Mình tưởng viên này dùng một lần là mất, nhưng mà không. Dùng thoải mái nha. Vậy là những cái dungeon nào mà nó out trình mình quá thì mình sẽ dùng để kiểu như mình rời ra ngoài. Hợp lý nè. Nãy giờ mình quên mất là sư phụ có dặn mình là chạy lại chỗ sư phụ. Vậy mà qua giờ mình toàn đi làm nhiệm vụ đâu đâu không à. Cãi lời sư phụ ơi. Ôi nhưng mà trên đây nó có dấu chấm than gì nè. Để coi coi dấu chấm than này là cái gì nha. Đây là chỗ của cái anh mà kêu mình lấy đồ ở trên con tàu á. Ok. Sư phụ hình như đang ở bến tàu luôn á, đúng không? Sư phụ... kìa thấy rồi, thấy sư phụ rồi, Ok. Hình như... kiểu như cái anh kia cũng có một cái nhiệm vụ giao cho mình ở cái bến tàu này thì phải. Nhiệm vụ lấy những cái túi đồ gì á. Ok, nói chuyện với sư phụ cái. Đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu. Sư phụ và những cái người lính không được phép tiếp tục hành động vì đã lỡ chọc giận các cái linh hồn. Nó đã làm phá vỡ sự cân bằng giữa hai cõi và sư phụ đang cảm thấy rất là quải luôn. Bây giờ thì mình cần phải đi tới cái dungeon và chiến đấu với những cái tên xâm chiếm cái Shinobi Island này. Shinobi Island trông cậy vào mình hả? Ây da. Vậy là bây giờ mình cần phải qua đây để làm nhiệm vụ á hả? Tập sở. Ok. Nữa rồi. Sư phụ toàn vậy không á, toàn đẩy mình vô làm nhiệm vụ không mà, trong khi sư phụ võ công cao cường mà không chịu. Được. Mấy tên lính này. Ui, có khiên. Ây. Đỡ hộ. Quýnh một cái bể khiên liền. Ây da, cầm cung. Chơi mà cầm cung. Ôi, cái cây cụm gì khúc này đã ghê. Đánh một cái nó choáng, mặc dù có khiên luôn nha. Nè. Đỡ hả? Ngươi đỡ. Đúng rồi. Mình đánh vài cái hình như là bể khiên hả? Choáng nè. Rồi xong phinh. Ủa sao mình bị đánh? What? Hình như tên này mới phóng phi tiêu. Ui da. Chơi gì kỳ cục ấy. Chết bon cái đi. Sau đó mình sẽ bắt cô qua bên kia. Cẩn thận nha. Mấy tên này lắm trò lắm. Rồi. Let's go, kỹ năng đặc biệt. Một hit một. Rồi cái tên này cầm khiên này chắc phải đánh hơi nhiều nè mới bể khiên được. Còn tên cầm cung là mình phải lấy côn nhị khúc ra mình gõ đầu hắn. Này thì cầm cung. Quýnh một cái là choáng váng mặt mày liền. Ở đâu nó bắn mình nữa? Ở đây có tên xài ám khí hay sao chứ? Toàn bắn mình không à. Ôi, mình ăn cái thịt này mình sẽ được kháng cự cấp độ 3 luôn kìa. Wow, như vậy thì những cái bandit ration này á, mình để dành mình đánh boss đi. Nó sẽ có kháng cự ấy. Mình sẽ trâu hơn. Và đây rồi, cái tên này bắn mình chứ đâu. Thấy ghét. Ôi, ở đây còn có hình nộm nữa nè. Wow. Bọn này chăm chỉ tập luyện phết đấy. Này nè, cái tên mà nãy núp lùm bắn mình nè. Này thì núp với chả núp. Ui, sao tên này được cường hóa? Được tốc độ vậy? Tên Samurai. Wow. Ở khu vực này còn có mấy tên Samurai nữa. Ui, cái tên này có cái khiên khó chịu thế. Rồi, không sao. Tầm này mình lo được. Tất cả là nhờ mình đã tranh thủ mình nâng cấp cây kiếm lên đấy. Rồi thử đi xuống dưới luôn coi. Dưới này cho mình gì nào? À, nó chỉ là một cái lối đi đi xuống tầng dưới thôi hả? Qua khu vực này. À, có rương nè, chỗ này có rương nè. Tiếp tục là đồ ăn. Trên kia là mấy thanh niên cung thủ. Được ấy, được ấy. Bắn với chả bắn đúng không? Cồn nhị khúc. Gõ vô đầu. Ấy, gõ hụt rồi. Nè. No. Mình đã gõ hụt cái tên này rồi. Không. Không sao, cồn nhị khúc. Cận chiến cũng ok nè. Bể khiên nha cưng. Gõ vô đầu nha. Ôi, ôi. Tuy nhiên thì sát thương hiện tại thì đang bị yếu hơn so với cây kiếm của mình khá nhiều luôn. Chắc mình cần phải cày những cái mảnh linh hồn rồi nâng cấp cây côn nhị khúc lên ấy. Chứ không thôi sẽ rất là thọt đam đó nha. Rồi, tiếp tục nè. Ui, ui, ấy. Hắn mới búp sức mạnh hay sao ấy. Ui da. Hú hồn men. Có bánh nữa nè. Rồi có đồng tiền. Không biết là chỗ này có boss không nhỉ? Nhưng mà có rương nè. Ok. Đây là một cái chỗ có vẻ... Ôi, khu vực này nhiều lính nha. Wow, 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 wow. Càng đông càng vui. Một đòn một. Choáng nè. Đi luôn. Có rương không? Ấy, đây, đây, đây. Cái rương cuối cùng đây rồi. Đây có vẻ là tên canh gác cuối cùng hay sao á. Sao? Vậy là xong rồi. Ồ, tính ra cái nhiệm vụ tập sự không quá khó. Đúng như cái tên luôn. Nhiệm vụ cho tập sự mà. Và mình còn có được thêm một cái tách trà. Cái tách trà này khi mà mình uống vào á, mình sẽ được kháng cự với tốc độ rất là cao luôn. Mấy món này chắc mình sẽ để dành thôi, mình sẽ không dùng liền đâu. Khi nào đánh boss mình hẳn dùng. Như vậy thì sẽ tối ưu hơn. Và sau lần này mình được thêm 200 mấy mảnh linh hồn nè. Khá là nhiều quá nha. Rồi. Để coi coi sư phụ sẽ nói gì đây. Các thần linh vẫn đang trông đợi vào chúng ta. Rồi chúng ta vẫn đang nỗ lực để khôi phục lại sự cân bằng. À. Sư phụ lại tóc biến đi chỗ khác rồi. Sư phụ rất hay vậy nha. Hay nói vài câu xong rồi tóc biến đi chỗ khác liền luôn á. Nói chung trong ngày hôm nay thì mình rất là vui luôn vì mình đã sở hữu thêm một cái vũ khí mới. Trông có vẻ đơn giản, tuy nhiên thì công dụng rất là hay nha. Đó chính là đánh và làm choáng kẻ địch. Rất là hữu dụng trong việc đánh boss luôn. Ngoài ra mình đã nâng cấp cây katana của mình lên cấp độ cao nhất. Và hiện tại nó đã có thể gây được rất là nhiều sát thương. Và mình cũng đã giữ lời hứa với cái bé gái kiểu như là nhờ mình lấy lại tách trà rồi. Hy vọng là mình cũng sẽ sớm kiểu như là hoàn thành xong cái nhiệm vụ giúp cái anh bị kiểu như là đánh rơi cái túi đồ trên cái con tàu ha. Và hành trình trở thành ninja của mình vẫn còn rất là dài. Hy vọng là mình sẽ sớm kiểu như là trở thành một ninja mạnh hơn và hoàn thành tốt cái khóa học trong học viện ninja này. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong cái học viện ninja này ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.